Nhiều ngày qua, thông tin một học sinh trường Trung học phổ thông Gia Định quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh bị tố đánh cắp dự án để tham gia cuộc thi Genius Olympiad gây xôn xao dư luận. Liên quan tới vụ việc trên, trường Trung học phổ thông Gia Định nơi mà nữ sinh này theo học khẳng định những thông tin trên trang mạng xã hội là chưa xác thực. Trong khi đó mẹ của nữ sinh sẵn sàng đối chất và ngay thẳng không sợ điều gì. Thực hư ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo đó, ngày 9 tháng 7, trên website của trường đã đăng tải thông tin liên quan tới vụ việc này. Theo trường Trung học Phổ thông Gia Định, trong ngày 7 tháng 7, trên trang mạng xã hội lan truyền bài viết của một nữ học sinh, tố một nam học sinh của trường đã đánh cắp bài làm của mình để dự thi Genius Olympiad. Điều này đã gây bão dư luận và khiến cho rất nhiều phụ huynh học sinh cũng như cộng đồng bức xúc trong bài viết đăng tải trên website của nhà trường trường trung học phổ thông gia định cho biết rất nhiều thông tin phản hồi tiêu cực về trường hợp này xuất hiện trên mạng và khiến cho nhiều người phản ứng mạnh bằng cách chia sẻ bài viết khiến cho những thông tin tố cáo chưa chính xác được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội như thế nhiều người còn lợi dụng sự việc dù chưa rõ ràng để câu view câu like điều này ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của trường trung học phổ thông gia định Cùng theo bài đăng của trường, cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân, bí thư tri bộ, hiệu trưởng trường trung học phổ thông gia định khẳng định, cô hết sức thông hiểu sự bức xúc và phản ứng hiện nay của cộng đồng về tình trạng ăn cắp trong chuyên môn. Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc kia không đúng và có nguy cơ phương hại đến uy tín thương hiệu của trường. Theo dòng sự kiện liên quan tới lùm xùm thi Genius Olympiad, trước đó thí sinh Lý Khánh Mai Chi, học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám cho biết tham gia cuộc thi Genius Olympiad 2023 với hai đề án ở hạng mục là âm nhạc (music) và viết sáng tạo (creative writing). Thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên của trường Trung học phổ thông gia định Thành phố Hồ Chí Minh là người gợi ý đề tài và nộp đề án của Mai Chi lên ban tổ chức. Sau đó, thầy Trung thông báo Mai Chi đậu lĩnh vực âm nhạc, rớt phần viết sáng tạo. Tuy nhiên, gia đình Mai Chi phát hiện có một dự án tương tự mang tên Chi Ly được đăng ký trên hệ thống cuộc thi. Khi hỏi thầy Trung, thầy giáo cho rằng đây là sự trùng hợp. Thời điểm tháng 6 năm 2023, khi đi thi vòng chung kết ở Mỹ, Mai Chi phát hiện đề án của mình bị nam sinh tên là NQU đưa vào poster để thuyết trình và đoạt huy chương đồng. Quy U cũng chính là học sinh của Thầy Trung. Quá bức xúc vì cho rằng Mai Chi bị đánh cắp chất xám, gia đình Mai Chi yêu cầu Thầy Trung và Quy U giải thích, nêu rõ sự việc nhưng không được phản hồi. Chính vì vậy Mai Chi đã đăng tải vụ việc lên mạng xã hội trước những ý kiến trên của nhà trường em lý khánh mai chi cho hay nếu cô hiệu trưởng nói thông tin trên mạng xã hội là chưa xác thực thì em mong nhà trường và những bên liên quan đưa ra bằng chứng xác thực như em đã đưa ra sau mấy ngày xảy ra vụ việc em không còn lo lắng như hôm đăng bài mà giờ em mong muốn vụ việc được sáng tỏ Chị Trần Hồng Điệp, mẹ của Mai Chi cho biết, tôi chỉ yêu cầu một là nhà trường phải có thiện trí giải quyết vấn đề, hai là xác nhận những gì mà thầy Tê nói có đúng hay không. Nếu đúng thì thầy và gia đình em U hãy đưa ra bằng chứng. Theo chị Điệp, Mai Chi và U đi thi dưới danh nghĩa của trường, người bài thi cho ban tổ chức thì trường phải có trách nhiệm trưng vụ việc, chứ không thể chỉ nói danh nghĩa cá nhân. Nếu mẹ của U nói 100% bài thi do con làm, thầy Tê là người đưa ra ý tưởng cho hai bạn, thì ban giám hiệu và thầy Tê hãy để cho cả hai bạn cùng đưa bài viết Metadata ra để đối chiếu. Bên cạnh đó, việc trường và thầy Tê bảo gia đình đồng ý cho U sử dụng đề tài thì cũng nên đưa bằng chứng. Tôi có tin nhắn, khẳng định thầy giáo chỉ nói con bị loại, đến khi sang Mỹ mới biết đây là đề tài của con. Vậy trường giải thích như thế nào? Hiệu trưởng của nhà trường nói thông tin chưa xác thực thì hãy nói rõ những thông tin nào chưa xác thực để đôi bên cùng đối chất. Chúng tôi ngay thẳng không sợ điều gì. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút được nhiều sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc trong những video tiếp theo.